cung thỉnh chủ lễ đăng lâm bảo nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phương phất khắp mười phương cung dường ngôi Tam Bảo. Nguyện trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh cầu Phật từ gia.
nhằm cầu nguyện cho âm siêu dương thai, siêu độ chư vong linh và hộ quốc tiêu tai. Cặp chuyên về cầu siêu cho Việt Nam dân tộc, ba tánh tổ tiên, thế giới dân tộc vạn tánh tổ tiên, thập phương tam thế nhất thiết chư tôn thần, chư quỷ thần chung, chư giang linh, chư anh linh, hương linh, vong linh, anh hùng chiến sĩ, vị quốc vong thân, đồng bào tử nạn, động đất sông thần, thiên tai lộ lục, chiến tranh tật bệnh, tai nạn giao thông, hương linh thập nhị loại, cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh, chư đàn bà lâm bồn sản nạn, quy âm đằng đằng chúng thai di, xúc xảo tạo thương, quan hồn nguồn tử không nơi nương tựa, không người thờ cũng cùng lịch đại kiếp số hoàng thân trai chủ, và lịch đại tổ tiên của huyền thất tổ của tứ chúng đồng tu chúng con, rộng cùng tận hư không biện pháp giới quá hiền vị lai, thập phương chúng sanh từ loại hộ tình cho đến vô tình, từ loại hộ hình cho đến vô hình, nương nhờ tam bảo bước đến đạo tràng, nghe kinh niệm Phật sớm thoát đường mê, sanh về cực lạc, ngưỡng nguyện hồng ân tam bảo thi từ quang giang đạo tràng, chứng minh gia hộ cho pháp sự tam thời hệ niệm của đạo tràng chúng con, hôm nay được thành tổ viên mạng, giới hương định hương giữ hồi hương, giải thoát tri kiến hương, quang minh vang đài biên pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo tiền, nam mô cúng dường Bồ Tát. Pháp vương vô thượng tôn ngài tam giới.
chốn an lạc niết bàn muôn thọ. Vong linh hỡi, hãy nên ghi nhớ, sống trên đời có được bao lâu, mới xuân xanh thoáng đã bạc đầu, rồi lại đến quang không một nắng. Hôm nay chư vong linh đã mãn duyên phần, ấy cũng là lẽ tự nhiên. Như ngày có tối có sáng, có đến ắt có đi, có sanh ắt có diệt. Mong chư vong linh đừng luyến lâu chi trầm cảnh, cũng như cái xác thân tứ đài, đất nước gió lửa này chỉ là cái thân do tên cha huyết mẹ hợp thành. Còn gia đình thân quyến sự sản vân vân cũng đều là mối duyên nợ tiền khiên, đừng vương vấn mà đọa vào cảnh khổ. Định luật vô thường chư vong linh hãy nhớ, muôn việc hồng trần đều ở mấy tấc hơi, hơi thở dứt thì cuộc đời chấm dứt. Cái thân này ta không còn giữ được thì có xá gì của cải tài vật gia đình. Này hỡi chư vong linh, Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, hạt giống Bồ đề đều sẵn có trong mọi chúng sanh, nhưng vì vô minh che lấp nên điên đảo mê lầm, tạo gây nghiệp tội, để rồi cứ mãi chịu luân hồi quẩn quanh trong sáu đều, lên xuống lộn đảo nơi ba đường, mà gọi buồn xác tử trầm luân chính là vô minh và ái thủ. Nếu muốn được giải thoát an lạc niết bàn thì phải tu hạnh chuyển đi, xa rời năm trần cấu, tức là phải trừ sạch tham ái và chấp thủ, không đam mê dính mắc dục trần, giữ tâm cánh định rộng ran không giấy niệm. Vì có niệm là có khổ, huống chi đó là niệm bất thiện. Do vậy chư vong linh chớ sanh tâm luyến lưu vương vấn. Thank you.
Một nén hương này gốc cuồng ngoài
trần vũ trụ, chưa từng được trời đất sanh thành. Há lẽ một âm dương tạo hóa, đốt đặt trong lò, chiên dân cúng dường thường trụ tam bảo, sát hải và linh, cực lạc đạo sư, A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, thanh tịnh hại chúng, đều cậy vào chân hương, bình đẳng cúng dường khắp cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ. Kính thưa chư tôn đức ni trường hạ cùng toàn thể thiền đường đại chúng, hôm nay ngày 26 tháng 6 dần năm Đinh Dậu là ngày thứ hai của đạo tràng pháp hội Tam Hệ Niệm, cũng là hoàn mãn khóa tu Phật thất lần thứ 78. Chư huynh đệ Phật tử với lòng tôn kính Tam Bảo và muốn gieo duyên tạo phước điền công đức, hôm nay trở về cùng tham dự pháp hội Tam Thời Hệ Niệm, thành kính thiết lễ cúng dường trai tăng Phật tử thanh tốt, thanh nguyện, thanh lạc, diệu hồng, thành tâm phụng cúng tùng duyên sự hôm nay. Gia đình tỳ kheo ni thích nữ Tố Liên và quý Phật tử đạo tràng Liên Hoa ở chùa Nhất Yết, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu thành tâm cúng dường tịnh tài. Dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật và sự hiện tiền chứng minh trên sư phụ chư tôn thiền đức ni, thành tâm thiết lễ cúng dường mười phương chư Phật hạ trường chư ni, nguyện cầu Tam Bảo từ bi chứng minh gia hộ con quỳ kính dâng. Giờ này xin mời Phật tử Ngô Thị Thu Thủy pháp danh Thanh Tốt đại diện cho tất cả chư huynh đệ thành kính dâng lời tác bạch cúng dường. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính thưa chư tôn đức ni cùng tiền đường đạo chúng, hôm nay tại trai đường đạo tràng Abhidhamma, trong bầu không khí trang nghiêm thanh tịnh, con là Phật tử Thanh Tốt xin thay mặt cho các chị em thanh nguyện, thanh lạc, diệu hồng đốt nén tâm hương chí thành hướng về hiện tiền chư tôn thiền đức, xin đầu thành đánh lễ kính dâng lời pháp Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn thiền đức, dẫu biết rằng sanh ra đời không được gặp Phật, nhưng thật diễm phúc thay cho chúng con đầy đủ thắng duyên trùng phùng ngôi Tam Bảo, hạnh ngộ được bậc minh sư, được thỉnh văn chánh pháp, lại luôn được sự chiếu cố quan tâm về đời sống tâm linh của bậc thầy khả kính, thấm nhuần được đạt được đạo lý nhân quả và định luật vô thường. Từ những lời truyền giáo pháp của thầy, chúng con thấy rõ cuộc đời vốn là giả tạm, huyễn mộng, tất cả đều mong manh tạm bợ, có đó rồi mất đó, không một thứ gì tồn tại lâu dài. Như thiền sư Vạn Hạnh từng nói, thân như bóng chớp chiều tà, có hoa tươi tốt, thu hoa rụng rời, xá chi si thịnh cuộc đời, thịnh si như gió sương rơi đầu cành. Thấu hiểu được giáo lý nhiệm màu ấy, nên chúng con biết rằng những phước báo mà chị em chúng con có đây, từ dung sắc vật chất, sự nghiệp hay cuộc sống gia đình vân vân, tất cả đều là quả lành của thiện nhân bố thí cúng dường đã tạo nhiều đời trước. Gieo nhân tốt hưởng quả lành, gieo nhân xấu chịu quả khổ, chớ không phải do ai đem đến trao tặng hay thần linh nào ban bố. Và chúng con cũng biết rằng hữu phước tất cả hưởng tận, nghĩa là có phước không nên hưởng hết. Như người nông phu sau khi thu hoạch sẽ để dành lại những hạt lúa tốt
làm giống cho mùa sau. Cũng vậy, chúng con vâng theo lời Phật dạy, không ngừng tưới tâm chăm bón và vun trồng cội phước, thường quan hỷ phát tâm cúng dường lên ngôi Tam Bảo với ba pháp lành: niềm tin, chân tánh, tài vật thanh tịnh và người xứng đáng thọ nhận, để duy trì và làm tâm trưởng những phước thiện đã có của chúng con. Đời hiện tại phước sanh huệ pháp, sống an vui vạn sự cát tường, vị lai thiện quả thừa nương, sáng soi mọi bước dặm trường con đi. Với chí nguyện đó cùng với tinh thần hộ trì Phật pháp của hàng Phật tử tại gia, chúng con câu hội về đây dưới bóng Quỳnh Y Giải Thoát, đạo hạnh sáng ngời của Chư Tôn Đức Đạo Tràng an cư kiết hạ chùa Long Vân, trong khóa tu Phật Thất, cũng nhân dịp pháp hội tam thề được tổ chức, chúng con phát tâm phóng sanh, nguyện cho những chúng sanh đang bị giam cầm được trở về với cuộc sống tự do giữa bầu trời thanh xanh thẳm, giữa thiên nhiên khoáng đãng, được y kết duyên cùng Tam Bảo sám hối nghiệp chướng, gieo nhân niệm Phật vào chủng tử. Nhờ công đức phóng sanh này, chúng con xin nguyện cho nhân loại biết phát thiện tâm, tu tập căn lành, nuôi dưỡng lòng từ ăn chay niệm Phật, sống trải lòng trong tinh thần yêu thương, hiểu biết để tất cả chúng sanh vơi bớt khổ đau trong kiếp sống mong manh ngắn ngủi, vơi bớt đi tật bệnh oan kiên, hóa giải oan kết nhiều đời nhiều kiếp, sống bên nhau bình an hạnh phúc, thả chim tung cánh về nhà, làng buông tất cả oan than kiếp người, thả cá về lại biển khơi, tâm hồn phơi phới, gánh đời nhẹ tên. Kính thưa Chư Tôn Thiền Đức, hôm nay là ngày hoàn mãn của pháp hội tam thời, là ngày cuối của khóa tu Phật Thất. Chị em chúng con thành kính phát tâm phụng cúng chay tăng, trước dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, thứ cúng dâng hiện tiền Chư Tôn Đức Ni trong mùa an cư tiết hạ, trợ duyên cho quý sư có tâm tu học, ngưỡng nương đạo lực chuyên tu và tâm lực. Chú nguyện của Chư Tôn Đức để đất nước được hòa bình thịnh vượng, nhân dân được ấm no hạnh phúc, cùng pháp giới chư hương linh, anh linh, vong linh chưa siêu thoát được quy tụ về pháp hội này, đồng thinh pháp văn kinh, niệm Phật sám hối, để nghiệp chướng được tiêu trừ, sớm thoát khỏi luân hồi siêu sanh về tịnh độ. Nguyện cầu Phật pháp trường tồn, tăng ni thanh tịnh, tấn tu đạo nghiệp, đại thay mặt Phật truyền trì chánh pháp, dẫn dắt chúng sanh vượt qua bể khổ luân hồi. Chúng con ngưỡng nguyện hồng ân Tam Bảo, gia hậu trên sư phụ, pháp thể khinh an, Phật sự viên mãn. Nguyện Chư Tôn Đức Ni thâm tâm thường lạc, hạnh nguyện viên dung. Cuối cùng xin nguyện hồi hướng phước báo này về cha mẹ hiện tiền, cùng gia quyến chúng con hiện tâm tăng trưởng, tinh sâu nhân quả, thế nghiệp hạnh thông, gia đạo an hòa, đời đời sinh ra luôn quy hướng về Tam Bảo, chánh tinh Phật pháp. Lễ phẩm ti đơn sơ, lời lẽ ti mộc mạc, nhưng chứa trọn tấm lòng chí kính, ngưỡng mong trên Chư Tôn Đức Ni quan hỷ nạp thọ lễ phẩm cúng dường, để chị em chúng con được viên tròn tâm nguyện.
làm sao tỏ hết thâm tình. Biển dù tác cạn ăn nghiền chưa vơi, tâm hương đốt nén thay lời, chí thành dứt niệm mong thầy chứng minh. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua lời tác bạch của Phật tử Thanh Tốt đã đại diện cho tất cả chư huynh đệ thành kính dâng lời tác bạch cúng dường với niềm cảm xúc vô biên và tâm thành kính dâng để chứng minh công đức cho quý Phật tử phát tâm cúng dường. Hôm nay chúng con xin thành kính cung thỉnh trên sư phụ trụ trì chùa Long Vân là vị phó thiền chủ kiêm hóa chủ Trường Hà chứng minh ban đạo từ cho tất cả chư huynh đệ được viên tròn tâm nguyện. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tác đại chứng minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Ni Đà Phật. Tác đại chứng minh. Nam mô Ứng Cúng Tâm Đầu Lô Phả La Đọa Xà Tô Giả. Tác đại chứng minh. Kính thưa chư tôn đức ni, quý sư cô trong ban chức sự Trường Hạ, kính thưa thiền đường đại chúng, kính thưa quý Phật tử trai chủ, chư huynh đệ có mặt trước trai đường trưa hôm nay, qua lời tác bạch của Phật tử Thanh Tốt đại diện cho chư huynh đệ trong trai chủ và đại diện cho quý Phật tử phát tâm cúng dường có mặt trai đường, qua lời tác bạch của Phật tử Thanh Tốt đã nói lên được sự giác ngộ nhận thức về cuộc đời, đã biết được vâng lời Phật dạy, sanh tiền tác phước thập bộ toàn thu, một hậu tri tu thất phân hoạch nhất, có nghĩa là khi còn sanh tiền làm những điều lành điều phước thì hưởng được 10 phần phước báo, mà khi chúng ta qua đời gia đình có vì chúng ta làm lành làm phước bố thí cúng dường thì chúng ta chỉ hưởng được có một phần, mất đi 9 phần. Người còn sanh tiền được 6 phần công đức. Hôm nay quý vị trong khóa tu Phật thất cũng chính là trong mùa an cư, và lại quan trọng hơn đó là 2 ngày cuối của khóa tu Phật thất, thiết lễ cúng dường trai tăng. Quý vị đã phát tâm cúng dường 2 ngày pháp hội, hôm nay là ngày cuối, thật là một công đức lành, một công đức phước báo thù thắng. Mỗi buổi sáng quý vị còn phát tâm phóng sanh, và trước một ngày đã đi thả cá. Với những việc làm lành của quý vị, để chúng ta nghĩ đến những cái quan gia trái chủ mà chúng ta tìm cách để cởi mở, để giải quan kết, vì chúng ta đã sát sanh nhiều đời nhiều kiếp rất nhiều và rất nhiều. Quý vị phát tâm làm được những hạnh lành này rất là đáng tán dương, cảm kích. Lại nữa, trong những ngày cuối của khóa tu của vị phát tâm tổ chức pháp hội tam thời hệ niệm, đó lại là một hạnh lành thù thắng hơn, bởi vì chúng ta
không phải chỉ có Cổ Huyền Thất Tổ một đời này, mà chúng ta tổ chức cúng pháp hội để kỳ siêu đến pháp giới chúng sanh. Pháp giới chúng sanh trong đó có cha mẹ chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, có thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, có vợ chồng con cái của chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên quý vị lại phát tâm làm trai chủ đại vị tất cả pháp giới chúng sanh để đảnh lễ thay thế cho tất cả những vị đại khuất, để quý vị còn có cái thân này, còn có thể lễ Phật giúp cho họ được sám hối, giúp họ được tiêu trừ nghiệp chướng. Chắc chắn rằng chư vị tiên linh, anh linh, vong linh rất là cảm ơn quý vị. Trong tất cả các pháp bố thí cúng dường thì cái pháp hội lại thù thắng nhất, bởi vì chúng ta đã từng đi làm từ thiện giúp cho người nghèo một chén gạo, một bát cơm. Đó cũng chẳng qua là giúp giai đoạn rất ngắn ngủi, một hai ngày, năm ba ngày, rồi hết cơm hết gạo lại tiếp tục đói khổ. Riêng pháp hội thông thờ hệ niệm là một cái pháp chúng ta cũng bố thí cúng dường những thức ăn, tất cả những cái thức ăn đã được dọn cúng khiến cho chư vị rất là no đủ, lại còn được nghe pháp, lại còn được khai thị, còn được sám hối và quy y, thật là bất khả tư nghị. Pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị. Quý vị đã chẳng những bố thí tài thí mà còn bố thí pháp thí, rồi còn bố thí vô quý thí. Bởi vì chư hương linh, anh linh, vong linh khi về đến pháp hội, họ nhận được cái từ trường an lạc của chư Tôn Đức Ni hạ trường tu tập trong 3 tháng, nhận được cái từ trường danh hiệu Phật, công đức bất khả tư nghị trong khóa tu Phật thất, họ nhận được cái từ trường cái tâm bồ đề của chư vị trai chủ đã phát tâm cúng dường. Chính vì vậy họ rất là an lạc, không có điều gì phải sợ hãi. Họ rất là thanh tịnh khi đến dự pháp hội, được ăn no đủ, được nghe pháp, được giác ngộ, được niệm Phật để phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay với niềm tôn kính Tam Bảo, tạo phước điền công đức cho ruộng phước hiện tiền và mai sau, thay lời quý ni trưởng, quý ni sư trong ban chức sự trường hạ, xin chân thành cảm niệm đến quý vị trai chủ, cảm niệm đến gia đình Phật tử của sư cô Tố Liên là một hành giả an cư tại trường hạ, và cảm niệm đến chư huynh đệ có mặt ở đây đã mỗi vị nhín ăn nhịn mặc góp tịnh Phật để cúng dường. Riêng quý vị trai chủ cúng dường trai tăng, nguyện đem tất cả công đức thù thắng này hồi hướng Tây Phương trang nghiêm tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Nguyện đem công đức cúng dường này hồi hướng đến pháp giới chúng sanh, kẻ âm siêu thoát, người dương nhẹ nhàng, trong đó có gia đình thân bằng quyến thuộc của vị được vạn sự an khang, kiết tường như ý. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tiên linh Cổ Huyền Thất Tổ, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng, trượng thừa thắng phước tiêu diêu nơi điên đài tịnh cảnh. Thân chúc quý Phật tử sau khi cúng dường viên mãn pháp hội trở về trụ xứ gia đình luôn được an lạc trong tâm tư và thành công trên mọi lĩnh vực. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát. Và để cho quý vị trai chủ cúng dường, chư Phật tử phát tâm cúng dường được trọn phần thắng phước, xin hành kính cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức Ni và Thiền Đường đại chúng nhất tâm chú nguyện
xin niệm ba lần danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, được cung thỉnh mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư hộ pháp thiện thần và lam thánh chúng, hộ giáo hộ giới, quan giám trai đường, chứng minh công đức. Nam mô A Di Đà Phật.
phục nguyện. Tam bảo chứng minh quái linh vô cực, Phật lực bất tư nghị quan giám trai đường, chứng minh chư trai chủ, Phật tử thanh tốt thanh nguyện, thanh lạc diệu hồng, thành tâm phụng cúng trai tăng pháp hội. Chư Phật tử gia đình tỳ kheo ni thất nữ tô liên, Phật tử đạo tràng Liên Hoa chùa Như Ý, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành kính cung dường tịnh tài. Nguyện dị tự hồi tư thắng phước, kỳ nguyện kỳ an gia quyên. Gia đình Phật tử thanh tốt, Tống Hoa Quý 65 tuổi, Ngô Thị Thu Thủy, pháp danh thanh tốt 46 tuổi, Ngô Ngọc Quyên, pháp danh thanh trọng 18 tuổi, Ngô Chí Kiên, pháp danh hoằng tuận 13 tuổi, Ngô Thị Việt, pháp danh diệu toàn 68 tuổi, Ngô Đức Hiện 59 tuổi, Ngô Đức Hậu 56 tuổi, Ngô Thị Tiếp Anh 52 tuổi, Ngô Đức Hùng, pháp danh Tuệ Trí 49 tuổi, Ngô Thị Tuyết Trinh 42 tuổi, Ngô Đức Cường 39 tuổi, Ngô Đức Thành 35 tuổi, Ngô Ngọc Bích 24 tuổi. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Dứt, pháp danh Thiên Đạo 87 tuổi, Nguyễn Văn Dũng, pháp danh Hoằng Pháp 60 tuổi, Phạm Thị Tuyết Mai, pháp danh Thanh Huyền 60 tuổi, Nguyễn Khánh Đăng, pháp danh Hoàng Hải 36 tuổi, Nguyễn Tuyết Hạnh, pháp danh Thanh Dung 36 tuổi, Nguyễn Ngân Khánh Thi, pháp danh Thanh Như 6 tuổi, Nguyễn Thái Học, pháp danh Trí Châu 37 tuổi, Nguyễn Tuyết Hồng, pháp danh Thanh Liên 33 tuổi, Nguyễn Thái Thiên Bảo, pháp danh Hoàng Quý 10 tuổi, Nguyễn Thái Thiên Lộc, pháp danh Hoàng Phước 7 tuổi, Nguyễn Sơn Trung, pháp danh Hoàng Hiếu 48 tuổi. Gia đình Phật tử Lê Thị Giang, pháp danh Thanh Lạc, Nguyễn Văn Dũng, pháp danh Hoàng Hiếu, Nguyễn Lê Thanh Tuyền, pháp danh Thanh Thảo, Nguyễn Lê Thanh Phong, pháp danh Hoàng Phú, Nguyễn Lê Gia Khánh, pháp danh Hoàng Thần, Nguyễn Lê Gia Phúc, pháp danh Hoàng Bổn, Nguyễn Lê Gia Huy, pháp danh Hoàng Dân, Nguyễn Đan An Nhiên. Gia đình Phật tử Nguyễn Văn Quang, Nguyễn Văn Khánh, Trần Thị Thảo, Lê Văn Canh, Lê Thị Hổ, Lê Văn Phước, Lê Văn Khải, Lê Thị Gấm, Lê Văn Hùng, Lê Thị Ngọc, Lê Văn Nhật Hào, Lê Văn Anh Tu, hiện tiền chư Phật tử trưởng công đức cúng dường thờ nguyện lực tam bào, phước báo hiện tiền Bồ Đề quả mãn nguyện, nguyện viên thành như ý thời thời minh liệu tự tâm, vạn sự kiết tường vạn duyên sung mãn, canh ký kỳ nguyện kỳ siêu chương linh quá vạn tanh, hương linh đổ văn viện vạn ngày 17 tháng 10, hương linh Ngô Văn Liêm, hương linh Đỗ Thị Mùi, thọ hưởng dương 49 tuổi, vạn ngày 11 tháng 4 năm 1968.
hương linh Ngô Hồng Bắc pháp danh Tuệ Bình, hưởng thọ 74 tuổi bản ngày 15 tháng 10 năm Giáp Ngọ. Hương linh Lê Thị Huệ pháp danh Diệu Trí, thọ 70 tuổi bản ngày mùng 10 tháng 9 năm Nhâm Thìn. Hương linh Ngô Tường Phong hưởng dương 4 tháng tuổi bản ngày 21 tháng 10 năm Đinh Sầu. Hương linh Thai Nhi Ngô Tường Phú, hương linh Ngô Đức Hưng, Thai Nhi bản năm 1962, hương linh Ngô Văn Đoan, hương linh Ngô Văn Nam, hương linh Ngô Văn Trung, hương linh Ngô Thị Phúc, hương linh Ngô Thị Hải, hương linh Ngô Thị Thành, hương linh Đỗ Văn Viện, hương linh Đỗ Văn Vinh, hương linh Đỗ Thị Thị, hương linh Đỗ Thị Thảo, hương linh Đỗ Thị Mẹ, hương linh Võ Ngô Trí Dụng Thai Nhi, hương linh Võ Ngô Thùy Vi, hương linh Nguyễn Thị Hạnh, hương linh Lê Văn Cư, cặp kỳ siêu chư hương linh cổ huyền tất tổ, nội ngoại tôn thân tất thế hiện tại đa sanh phụ màu, đặng đặng chư hương linh trưởng công đức cung dường cặp phóng sanh, tam nghiệp bằng tiêu đắc tịnh độ cao siêu nhập Tây Phương thân căn, ân sư huân dục phụ bảo sanh thành đàn na, tinh cung tăng trưởng phước điền âm siêu dương thời, hải hiến hà thanh pháp giới chúng sanh, giai cộng thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Buổi lễ cúng dường trai tăng đến đây đã được viên mãn. Giờ này để tỏ lòng thành kính tri ân chư huynh đệ Phật tử khởi thân đảnh lễ cúng dường tam bảo tam bái. Nhưng tâm đảnh lễ Nam mô thập phương thượng độ tam bảo tam bái. Nguyện Sadhuaya, Maha Sadhuaya.